Cuối cùng thì ngày đấy cũng đã đến. Tomahawk thôi. Cắt ra đã. Đây là phần Tomahawk. Người ta gọi đây là sườn Tomahawk lưỡi dìu. Đấy. Ủa, nhìn quả miếng thịt bò hợp lý quá nhỉ. Mình mua một túi này thì người ta cho mình khá là nhiều thứ. Cái rau mà hay làm bistec, măng tây, khoai tây bổ miếng cau, các loại rau củ quả và đặc biệt là có tỏi, sốt vang đỏ cũng như là các loại muối để ướp, đầy đủ luôn. Và cho cả con này nữa. Quá là béo. Hiện tại một cân tomahawk hình dìu sẽ có giá khoảng 1.6 củ và sẽ có tất cả mọi loại nguyên liệu cho mọi người về ướp luôn. Ở đây còn có hướng dẫn sử dụng luôn, cứ yên tâm là mình sẽ biết cách làm. Nhưng mà đương nhiên là mình vứt đi bởi vì là mình tự làm theo cách của mình. Hương thảo người ta cho cả bụi mang về trồng luôn nhá. Đây, đã bảo là cho cả bụi mang về trồng không tin. Đầu tiên là mình sẽ cắt một ít hương thảo vào trước. Chẳng biết là nhiều hay ít, cứ cắt tạm từng đấy trước nhá. Tiếp theo sẽ là muối tiêu đen để ướp. Theo mình nghĩ thì một mặt cần đến 2 gói. Xoa đều, quay đều, quay đều. Có vẻ là chưa thấm vào đâu cả. Mặt kia cũng tương tự như thế. Mặt kia cảm giác là nó bị dày hơn rất là nhiều. Thế là mọi người nên cho nhiều hơn một tí. Cái đặc điểm của cái này là mọi người không cần khứa ra, mà cái phần thịt này nó sẽ rất là ngấm, rất là dễ ngấm. Nhớ ướp đều cả hai cạnh nữa. Nhớ là ướp đều cả cái phần này tí ăn cho ngon nhé. Hè hè boy, chắc là sẽ ngon đấy. Chỉ vì miếng thịt mà phải đi mua một cái bếp mới. Lại. Mình không quảng cáo cho bất kỳ thứ gì trong cái video này, mọi người yên tâm. Ngấm rồi, nướng rồi. Wow, cái mùi của cái lá kia, hình như mình cho nhiều cái lá quá. Nhưng mình cho nhiều cái lá quá nên là cái mùi nó hơi nồng. Miếng thịt này thì nó rất là dày ấy. Nó dày ơi là dày ấy. Không biết là nó có chín được không cơ. Nhớ là phải lật cả hai bên này nhá. Ủa, khói cứ gọi là mù mịt căn nhà rồi. Miếng thịt nó chín sơ sơ nên là cho các loại rau củ vào. Đặc biệt là cái tỏi này nhá. Nó sẽ kiểu thơm phức cái căn phòng này lên. Bây giờ sẽ phải cho bơ vào. Kiểu cái hộp bơ này nó rất là rẻ luôn ấy, không hiểu sao nó có 10.000. Cái tỏi này mà tiếp xúc với bơ này là rất là thơm luôn. Bây giờ sẽ cho cái thịt bò này xuống để cho nó ngấm thêm bơ cho thơm. Mình vẫn còn măng tây nhưng mà thôi, ăn từng này thôi. Mong là cái mùi thơm này sẽ đến được mọi người, chứ ở đây nó thơm lắm rồi. Cái gói sốt vang đỏ này sẽ để ăn riêng, nhưng mà mình cứ thử cho ở đây một gói trước nhé. Mùi vang đỏ thật đấy. Rồi, ngon đấy. Giờ khắc ấy cũng đã đến. Cắt một miếng ăn thử trước. Mời mọi người. Ai làm đấy nhỉ? Ướp hơi nhiều muối, hơi mặn. Khoai tây bổ miếng. Ủa, cái phần này kiểu nó mỡ màng, thơm phức luôn. Miếng thịt này dày. Nó hơi bị tái quá. Đi nướng lại. Mình nghĩ là mình không đủ trình để làm cho một miếng thịt quá dày như này, nó chín mọi người ạ. Thế nên bây giờ mình phải cắt ra. Miếng thịt này bên trong nó còn đỏ nguyên. Mình không đủ trình để làm cho nó chín. Nè, còn đỏ nguyên dòng máu lạc hồng này. Nói chung là mình không làm nó chín được, không làm nó chín cả cục được. Cái này kéo cất đi để ninh. Cái này thì cất đi ăn với rau củ ở bữa sau. Thôi đem ra bếp cho nó hút mùi, cho nó bắn ra bếp rồi dọn cả thể, rồi ăn luôn. Thôi thì cứ nướng chín ăn cho nó chắc. Chín ăn cũng ra gì ấy chứ, có phải không ra gì đâu.
Cái phần thớ thịt nó rất là dày, phần nạc và phần mỡ nó kiểu quyện với nhau chứ nó không tách biệt nạc ra nạc, mỡ là mỡ đâu. Nó quyện với nhau rất là ngon luôn. Tuy nhiên thì đúng thật là miếng thịt này nó quá dày, mình không đủ sức làm chín nó để mà cầm cả miếng cắn. Thực sự là rất tiếc cái miếng thịt này, nhưng mà không sao. Dù sao mình cũng đã thưởng thức được cái miếng thịt này với hương vị ngon nhất của nó rồi. Phần thịt nạc nó còn không bị cứng, không bị khô cơ. Ăn cái miếng thịt nạc nó mềm. Tóm lại là cũng khá đáng tiền nhưng mà hơi tiếc một chút. Mong là video lần sau mình sẽ có những cái công thức mới hơn và công thức tốt hơn, và cho mọi người một cái trải nghiệm video tốt hơn. Ok, bye bye mọi người.